thể hiện được cái tư duy ở đây là chúng ta sẽ có thể vượt qua được điểm 6,5 và có thể lên được những cái điểm tiếp theo 7 hay là hơn thế. Mình sẽ cho mọi người một cái gọi là một cái góc nhìn tư duy một chút. Góc nhìn tư duy. Được chưa? Có một cái đề như thế này, nó bảo rằng là mối quan hệ trong gia đình càng ngày càng xa cách. Đấy, các cái mối quan hệ trong gia đình, tức là family members, các thành viên trong gia đình, bây giờ càng ngày họ đã càng trở nên, nó gọi là more distant với nhau, được không? Host each other. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm sao mà có thể nghĩ ra được cái nguyên nhân của nó. Thế thì ví dụ đi, các bạn nghĩ cho mình vì sao mà mối quan hệ trong gia đình bây giờ nó lại trở nên xa cách? Nào thử comment cho mình xem mối quan hệ trong gia đình ngày nay nó trở nên xa cách hơn, kiểu người ta không có gần gũi với nhau, người ta không có dành thời gian cho nhau nữa ấy. Vì sao? Nào thử 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 nghĩ một cái nguyên nhân đi. Xa mặt cách lòng rồi không có sự liên kết với nhau. Này, cái câu không có sự liên kết với nhau hay là xa mặt cách lòng ấy, đấy không phải là ý tổng. Đấy, mình biết ngay là sẽ có những cái kiểu như là những cái comment mà nó chưa có trọn vẹn được cái ý tổng. Đó, mọi người thường là chúng ta tư duy nó vẫn chưa 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 có gãy gọn. Nó phải nhá, tư duy trong 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 phản biện ấy thì nó phải là A dẫn đến B, B rồi dẫn đến C, đúng không? Chứ không thể nào mà chúng ta gọi là nhảy luôn thằng C được. Đấy, nếu mà em bảo rằng là xa mặt cách lòng, xa mặt cách lòng hay là cái gì? Từ từ. Không có sự liên kết với nhau. Sự liên kết kết với nhau. Ô, không có sự liên kết với nhau, thực tế ra nó là cái C. Đấy, nó là cái C chứ không phải nó là cái A, mà em phải đi từ A cơ. Đó. Vì sao lại không có sự liên kết với nhau? Đấy, đúng không? Thực tế không có sự liên kết với nhau nó có khác gì cái thằng distant này đâu. Đó, nó không khác gì cái thằng distant này, nó không khác gì cái thằng đề bài, vì vậy cho nên hai thằng này ấy, nó không thể gọi là lý do của nhau được. Nó không thể gọi là lý do của nhau được. Đấy, cái góc nhìn tư duy là như thế. Đúng rồi, có những bạn đưa ra này, đầu tiên là áp lực công việc, tiền bạc, cuộc sống. Ừ. Cái áp lực công việc, tiền bạc, cuộc sống thực tế ra nó là B. Đấy, áp lực đấy nhé, chúng ta phải nhớ rằng là một cái góc nhìn tư duy ấy, nó sẽ là A, B, C. Và khi mà em nghĩ ra một cái ý nào đó thì em phải xem là cái vị trí của nó đang là cái gì. Nào đầu tiên nhé, áp lực công việc, tiền bạc, rồi cuộc sống, nó vì sao mình khẳng định nó là B? Bởi vì á, cái thằng A này này, nó cái gì nó dẫn đến áp lực tiền bạc và cuộc sống, cái gì nó dẫn đến, mình chưa có thể nhìn ra được cái A, đúng không? Các em chưa nhìn ra được cái A bởi vì là chúng ta chưa có kiểu nhìn sâu được ấy, là cái trách nhiệm. Đó, em phải nhìn được cái thằng này này, đúng không? Trách nhiệm, nhìn được thằng A, thằng A nó là trách nhiệm. Đấy, trách nhiệm ở đây là trách nhiệm cái gì? Trách nhiệm, trách nhiệm trong cái gọi là kiểu như là bố là mẹ, đúng không, rồi là vợ là chồng. Đấy, em phải nhìn ra được cái đầu tiên, đó là cái trách nhiệm. Đấy, góc nhìn tư duy nhá, thằng này là A. Từ trách nhiệm rồi thì mới đến được áp lực về công việc, tiền bạc và cuộc sống, tức là thằng B rồi. Và từ cái thằng B này thì nó mới đến được cái thằng C. Đến được cái thằng C, đó là từ đó thì người ta lao đầu vào công việc. Đó, rồi thì đó mới là thằng C. Đó, mọi người nhìn ra được cái quả góc nhìn tư duy chưa? Đó, thường là các em sẽ luôn luôn chỉ có nhảy đến C hoặc là các em nhảy đến B chứ không bao giờ nhìn ra được cái A. Cái A là cái cốt lõi của nó thì mình phải chỉ ra được đã. Đó, thì lúc đấy điểm nó mới bắt đầu lên nhá, nó mới lên được á. Rồi, mình lại cho các bạn thử góc nhìn tư duy nữa này. Lười giao tiếp, lệ thuộc vào công nghệ. Lười giao tiếp, lệ thuộc vào công nghệ nha. Lười giao tiếp, lệ thuộc vào công nghệ. Thực tế ra ấy, nó đang là B. Nó đang là B thôi, tức là đây là cái biểu hiện của nó. Thế thì đầu tiên chúng ta phải
đặt ra một câu hỏi là vì sao người ta lại lệ thuộc vào công nghệ. Đơn thuần ấy là bởi vì là sự lan tỏa của công nghệ nó quá là mạnh mẽ. Được không? Đấy thì lúc này chúng ta phải nghĩ ra được cái A, đó là sự lan tỏa của công nghệ. Đúng không? Thì khi mà kiểu lan tỏa công nghệ rồi, mọi người bị ảnh hưởng bởi nó rồi, thì lúc đó người ta mới lệ thuộc vào công nghệ. Đấy, và người ta mới lười giao tiếp. Thực tế cái lười giao tiếp này này, nó đang là cái C. Nó đang là cái C. Đây, nó đang là cái C. Rồi, và cái C này nhá, nó cũng sẽ làm sao mà nó phải liên quan đến cái phạm trù của gia đình. Em phải lái được về cái phạm trù của gia đình, bởi vì cái đề bài của nó là gia đình. Đấy không? Đề bài ở đây là gia đình, vì vậy cho nên chúng ta phải lái được cái lười giao tiếp này này về gia đình. Đấy, người ta lệ thuộc vào công nghệ thì tức là các con trong nhà hay là kiểu như bố mẹ đúng không? Mỗi người dán vào một cái điện thoại. Đấy, mỗi người có một cái điện thoại riêng, không ai nói chuyện với ai cả, thì lúc đó nó sẽ là lười giao tiếp. Đấy nhá. Một cái chiều tư duy ấy, là các em phải A, B, C. Đúng không? Phải luôn luôn nói được A này này. Là cái mà nó gọi là nguyên nhân chính. Có mẹo tìm A không á? Cái này nó cái này nó là vốn sống, hoặc là nó là cái tư duy em ạ. Thì cái này mình phải gọi là tập suy nghĩ nhiều, hoặc là mình tiếp xúc nhiều với cái đấy. Đấy á. Rồi thế thì từ 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 mình xem còn cái ý nào không nhờ. Hết rồi. Ok, thì nếu mà em bảo là không có thời gian nhé. Nào, ví dụ như Ngân em bảo rằng không có thời gian. Thời gian thì bây giờ em phải nghĩ rằng không có thời gian ở đây nó là A, B hay là C. Đúng không? Không có thời gian thực tế ra xem nào. Nó là C đấy. Không có thời gian nó là C. Đấy, và B nó là cái gì? Vì sao lại không có thời gian? Nào, bởi vì là đi làm. Tức là vì sao lại đi làm, hoặc là vì sao lại bận, đúng không? Vì sao lại bận? Đấy. Bận là bởi vì là người ta kiếm tiền, là vì sao phải kiếm tiền, thì cái suy cho cùng cái A của nó sẽ là bởi vì người ta lo toan cuộc sống, hay là người ta trách nhiệm. Thế thôi. Đấy, chúng ta phải nghĩ ra được cái dòng. Nếu mà em bảo bận chơi, đúng không? Bận chơi. Đây. Được. Idea gì cũng được thôi, nhưng mà miễn làm sao ấy nó có một cái sợi dây liên kết bận chơi. Thì bây giờ vì sao người ta lại bận chơi? Đấy, mà chơi ở đây là chơi gì? Đúng đúng không? Chúng ta gọi là chơi chơi gì? Đấy, chơi gì? Rồi là tại sao là bận chơi? Ví dụ ở đây là kiểu như người ta chơi ý là kiểu như là người ta đi chơi bời, xong rồi là bạn bè bù phú ba bùng á. Thì ok cũng được thôi, đúng không? Người ta không có dành thời gian cho gia đình nhậu nhẹt. Thế thì đấy, chúng ta phải thấy rằng là vì sao người ta được rồi nhậu này không sao cả, đấy nhậu nhẹt này không có thời gian cho vợ con. Ok, thế thì em có hiểu được là vì sao người ta lại nhậu nhẹt không? Chúng ta phải nhìn ra được cái thằng A vì sao lại nhậu nhẹt, bởi vì là bây giờ bạn bè nó rủ, tan làm xong người ta rủ, xong rồi là mình thôi, hôm nay từ chối, ngày mai từ chối, lúc nào cũng từ chối, thì bây giờ người ta chả xa lánh mình thì nó gọi là peer pressure, đúng không? Peer pressure tức là áp lực cùng trang lứa, kiểu cùng làm một cái môi trường với nhau, xong rồi là bây giờ cứ tan làm xong là cái thằng đấy nó ru rú nó về nhà, trong khi tất cả mọi người đều đi đá bóng, tất cả mọi người đều đi vui vẻ với nhau, ăn nhậu rồi là họp công ty các thứ, thì thằng đấy nó cứ ru rú nó về nhà. Thế thì không phải đây là peer pressure đúng không? Chúng ta thấy rằng là đó là cái mà nó gọi là áp lực cùng trang lứa, người ta đi mình chẳng lẽ là không đi. Đấy thì đấy, nó gọi là phải nhìn ra được cái thằng A. Nhìn ra được cái thằng A. Và A ấy, thường nó là một cái khái niệm. Một cái khái niệm. Một cái cụm danh từ. Nó làm sao mà kiểu như gói gọn nó vào được một cái định nghĩa thôi. Sau đó rồi chúng ta dần dần chúng ta triển khai ra là B, là C. Thì đấy, nó gọi là góc nhìn tư duy. Mình biết là khó. Mình biết là nó khó.
Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta mà đọc bài mẫu nhiều một chút, được không? Đọc bài mẫu nhiều một chút thì em sẽ thấy rằng là sẽ có những cái idea mà nó có thể bê từ đề này sang đề khác. Tức là có một cái cách làm để mà em có thêm góc nhìn tư duy và đồng thời có thể tích lũy thêm về khả năng ngôn ngữ. Đó là nhá, chúng ta đọc bài viết mẫu. Sau đó em đi em tập thay đổi câu. Đấy, tập thay đổi câu, tức là tập viết lại cái bài đấy nhưng theo ngôn ngữ của mình. Bài đó theo ngôn ngữ của mình. Được không? Đây là một cách để mà có góc nhìn tư duy. Bởi vì em biết vì sao, đó là những cái bài viết mẫu ấy là trực tiếp cái người viết ban đầu, cái tác giả của nó đã suy nghĩ rồi. Tức là nó đã suy nghĩ thay mình rồi á. Mọi người hiểu không được? Tức là cái quan điểm của người ta ấy, người ta gắn vào cái bài mẫu của người ta, tức là người ta đã suy nghĩ thay mình rồi. Vậy thì cái việc mà chúng ta cần phải nghĩ ấy, nó đã được nó đã được miễn bỏ. Mình mượn cái tư duy của người ta. Mình mượn cái tư duy của người ta. Cái mấu chốt ở đây là mình rèn luyện cách diễn đạt thôi nha. Mình mượn tư duy của người ta chứ đừng có chép lại. Chép lại là em tạch đấy. Bởi vì chép lại bây giờ nó có khác gì kiểu sao chép đâu nha. Chúng ta đọc hiểu cái bài của ông ấy, sau đó tôi mượn cái ý của ông ấy nhưng mà diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của mình. Thì dần dần á, nó sẽ tốt hơn, dần dần nó sẽ cải thiện hơn. Thì đấy là cái nâng cao góc nhìn tư duy.